Đề án khai thác quỹ đất dùng phụ cận dự án đường nối cao tốc đoạn từ quốc lộ 56 đến vòng xoay quốc lộ 51B, 51C đi qua các địa phương Bà Rịa Vũng Tàu, Long Điền nhằm tạo vốn phát triển hạ tầng giao thông đường bộ. Đây là giải pháp hiệu quả, điều tiết nguồn thu từ các quỹ đất vùng phụ cận, tạo nguồn thu cho ngân sách, nhà nước, cũng như để đầu tư thực hiện các dự án giao thông. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo dự thảo đề án. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa và huyện Long Điền. Tại cuộc họp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất khai thác 6 khu đất vùng phụ cận đường nối cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đoạn từ nút giao quốc lộ 56 đến vòng xoay quốc lộ 51B, 51C với tổng diện tích khoảng 445 ha. Việc khai thác 6 khu đất này được thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lê Ngọc Khánh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoàn chỉnh dự thảo đề án, trong đó lưu ý tiêu chí lựa chọn khu đất vùng phụ cận đường nối cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đưa vào khai thác phải dựa theo hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị của khu đất.